Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với Tôn Ngộ Không Hà Nội. Và hôm nay chúng ta đang trong thời gian cách ly xã hội để phòng chống dịch bệnh Covid-19. Và chúc tất cả các bạn có những ngày cách ly, ngày nghỉ bên gia đình thật ý nghĩa. Và Tôn Ngộ Không Hà Nội sẽ biểu diễn một tiết mục múa gậy đó, để cổ vũ cho toàn thể dân tộc Việt Nam vượt qua dịch Covid-19. Các bạn hãy cùng cổ vũ cho Tôn Ngộ Không Hà Nội các bạn nhé. Nếu thấy hay các bạn hãy nhấn đăng ký kênh. Ok, các bạn nhớ đeo khẩu trang nhá. Đó, rồi. Xin các bạn cùng theo dõi. Thân nhau, ha ha ha, tùy phong chủ nhiên. Ha ha ha, y cơ cân thông. Ha ha ha, sư văn ba. Ha ha ha, 冲锋铁剑，哈哈哈，威风凛凛，哈哈哈。